Dù đội tuyển U23 Việt Nam đã về nước gần một tuần, thế nhưng đến nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Toshiya Miura vẫn chưa có cuộc làm việc nào để bàn về những nguyên nhân thất bại cũng như những điều học được ở vòng chung kết U23 châu Á do chiến lược gia người Nhật đã xin nghỉ phép. Điều này càng khiến cho làn sóng kêu gọi sa thải huấn luyện viên Miura từ phía fan hâm mộ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Vậy nên, trong cuộc họp với báo giới vừa qua, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cụ cũng từ chối thảo luận những câu hỏi về tương lai của vị huấn luyện viên 52 tuổi vào thời điểm hiện tại. Được biết, hợp đồng của huấn luyện viên Miura sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 4 năm 2016.